Tiếp tục chữa đề nhá, tiếp tục chữa đề. Tức là toàn 9 này. D và 10. Hà Nội. Câu 5 La Mã. Ý 1 và ý gì ạ? Ý 2. Nhá, chỉ có hai cái này thôi. Ngày 31 tháng 1 năm 24. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ tìm đề. Đề nào cũng được luôn, chả quan trọng đề nào. Hoặc là đây, trên Facebook thì thầy mới đăng thử luôn mấy đề trên Facebook nhá. Bạn làm thử luôn trên Facebook nhá. Bạn làm thử trên Facebook luôn này. Xem đề nó có khó hay không. Ôi các bạn đang nhiều thế cơ à? Thế thầy phải tìm thầy thôi, thầy phải tìm thầy thôi. Tìm bài đăng của thầy thôi, các bạn đang nhiều lắm. Đây nhá, ba để luôn được chưa? Xong. Đây. Được chưa? Đề mới nhất của tháng 1 năm 24 luôn nhá. Trung học cơ sở Nghĩa Tân của quận Cầu Giấy này. Đấy, mới nhất luôn nhá. Mới nhất luôn. Các bạn không cần phải căng mắt ra đâu vì đằng nào thầy chép lại đề bài cho mọi người thôi. Để chép lại đề bài cho mọi người thôi, không phải lo. Nào mọi người tóm tắt đề bài nào. Tam giác ABC nhọn. Không biết được như vậy. AB nhỏ hơn AC. Nội tiếp đường tròn tâm O. Nội tiếp đường tròn tâm O. Tiếp. Đường cao. AD cắt đường cao cắt đường cao BE tại H tia BE cắt đường tròn tâm O tại P. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là H, E, C, D cùng thuộc một đường tròn. Câu hỏi số 2 là tam giác AHP cân tại A. Đó, chúng ta chỉ mỗi đề chúng ta chỉ làm hai câu này thôi. Thậm chí là câu B mà khó chúng ta bỏ qua. Ra Tết chúng ta học tiếp làm tiếp vẫn lại câu nói cũ thôi. Thì trong bài tập này ta vẽ tam giác trước hay vẽ đường tròn trước ạ? Vẽ đường tròn, ok. Bài này có tiếp tuyến không bạn ơi? Vậy ta nên vẽ đường tròn to hay bé ạ? Vẽ hơi to một chút nhé, vẽ hơi to một xíu ra. Đấy, thế là tất nhiên là kinh nghiệm này có lúc nó sai nhưng mà cơ bản là sẽ đúng nhiều hơn sai. Nào, đấy, động vẽ hình bắt đầu để ông nào nhá. Động vẽ hình một cái là ông nào nào. Rồi, chúng ta đã có một tam giác nhá. Được chưa? Một đường tròn này. Muốn vẽ một tam giác nhọn nhá. Muốn vẽ một tam giác nhọn bạn làm gì ạ? Bạn vẽ làm sao cho tâm O nằm gì ạ? À? Nằm bên bên trong thôi, đúng không? Bên trong là được. Gần cân mất nhỉ? Rồi này hết cân luôn đúng không? Rồi bắt đầu đánh dấu nào. AB là nhỏ hơn AC đúng không? Đây là AB nhỏ hơn AC. Xong nào giờ từ em ơi
Bây giờ muốn vẽ đường cao một cách tương đối chuẩn thì chúng ta còn nhớ là chúng ta làm gì không ạ? Vẽ đường gì ạ? Đường tròn đường gì? Okay. Đường tròn đường kính nhá. Ta vẽ một cái đường tròn đường kính là gì nhỉ? AC hoặc cạnh nào cũng được nhé, đường tròn đường kính nào cũng được. Đường tròn đường kính nào cũng được. Mục đích để vẽ đường tròn đường kính này ạ, để tìm cái giao điểm này thôi. Là tìm cái giao điểm này này. Hiểu chưa? Cái mục đích là ta tìm giao điểm này thôi và ta xóa bỏ đi nhá. Đó. Đường cao thứ nhất này. Đường cao thứ hai này. Và khi có hai đường cao rồi thì chúng ta sẽ có thể có được cái điểm H gọi là trực tâm đấy. Thì các em thể vẽ đường cao thứ ba này. Tuy nhiên, bài tập này thì tạm thời đã cần để dùng đường cao thứ ba chưa? Chưa nhá. Vậy chúng ta xem có những đường cao từ đâu nào. Đường cao gì nào? Đường cao AD. Như vậy đường cao AD này. Đường cao AD như vậy góc này vuông nhá. Đường cao B gì ạ? BE. Như vậy góc này vuông này. Được chưa? Và có cần phải đường cao kẻ từ C không em? Chưa cần nhá, chưa cần đường cao kẻ từ C. Tia BE. Như vậy chúng ta kéo dài hẳn BE luôn. Kéo dài hẳn BE ra. Đây, tia BE. Cắt đường tròn tại P. Đấy, xong rồi. Nào, hình vẽ đẹp chưa? Không phải đẹp theo cái nghĩa là mình nhìn nó vừa mắt là đẹp đâu, mà tí nữa khi mà chúng ta vẽ các đường tròn đi qua 4 điểm, đi qua 3 điểm này nó rất là chuẩn nhá. Vì vừa nãy chúng ta vẽ đường cao bằng gì ạ? Bằng cách vẽ đường tròn. Rất là rõ ràng. Chị Trang bật hộ cái điện cuối cho các bạn ngồi cuối đỡ bị tối. Ôi 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 không phải. Đúng rồi đấy nhá. Rồi. Được chưa? Được chưa? Thầy chưa lắm rồi. Điểm H đây, điểm H đây. Sàng chưa? Bước 1, câu hỏi 1 là chứng minh các điểm là H, E, C, D nhá, H, E, C, D. Như vậy là H này, E này, C này, D này. Bạn nhìn xem từ 4 điểm này có tìm thấy góc vuông không? Có ED Được chưa? Góc vuông tại đâu nhỉ? Tại D. Và góc vuông tại gì? Tại E. Được chưa? Như vậy, cách giải như sau. Chúng ta sẽ dành một dòng hoặc hai dòng gì đó để chứng minh góc D vuông. Tiếp tục dành một đến hai dòng để chứng minh góc gì? Góc E vuông. Được chưa? Sau đó, bước 3 là gì ạ? Xét tứ giác CEHD có góc E cộng góc D bằng bao nhiêu ạ? 180. Nhớ nói thêm câu gì ạ? Đây là hai góc gì ạ? Hai góc đối. Vậy thì mới được kết luận tứ giác này nội gì? Nội tiếp. Có một điều khá buồn là gì? Sau khi kết luận tứ giác nội tiếp, các bạn tưởng là mình đã xong việc. Ồ, thế thì tưởng tứ giác nội tiếp xong là xong. Không phải nhá. Phải đọc kỹ đề bài. Đề bài hỏi gì chúng ta trả lời cái đó thì mới được gọi là xong. Đề bài hỏi là chứng minh 4 điểm cùng thuộc một đường tròn. Vậy chúng ta sẽ suy ra 4 điểm CEHD cùng thuộc một đường gì? Đường tròn. Lúc đấy mới được gọi là xong việc. Nghe chưa? Đấy. Bây giờ các bạn trình bày. Sau đó thầy với chị Trang sẽ hai người cùng kiểm tra cho nhanh. Nha. Hai người cùng kiểm tra cho nó nhanh. Nha. Viết lên cả. Các bạn học on thì thầy không kiểm tra được. Nha. Thầy chỉ kiểm tra được các bạn học ợp thôi. Ra Tết nhé. Ra Tết sẽ là học kết hợp on và ợp nhé. Tức là sẽ học như thế này. Và những người ở xa vẫn có thể học cùng. Và sẽ chấm bài tập về nhà 100% số buổi. Nên chị Trang sẽ tha hồ kiếm tiền. Chấm bài tập về nhà nha thì sẽ được gấp đôi so với lớp kia. Bài tập về nhà đơn giản mỗi buổi, còn nếu như học hình này mỗi buổi có thể chấm một bài tập về nhà thôi. Nhưng phải chấm kỹ, mỗi buổi chỉ một bài như này thôi, kiểu một bài như này thôi, đúng một bài như này. Chấm mấy bài đầu thì nó lâu hơn, mấy bài sau chấm quen nhanh lắm. Sao lại bảo kiếm tiền lại dễ thế? À, ai viết xong đưa lời lại, đưa thầy chấm. Chúng ta chỉ ấy thôi, chỉ chấm câu A thôi nhé.
Em chấm được mà. Tôi chấm Dạ em. à, dạ đây là được căn Đúng rồi. Ok. theo À, nếu mà thế thì trên ra làm đây là được suy ra vuông. Ok. đó, tốt nhất là nào đây. Nga. Chuẩn rồi. Nga biết thì ok rồi. Đúng rồi. Tuy nhiên hết sức cẩn thận nhé. Đề bài không hề cho BE vuông góc với AC mà đề bài cho đường vị. Cái đường vị nhỉ? Đường cao. Thì bản chất nó là như nhau nhưng ý muốn nói là gì là tắt tí được đấy, tức là lại như này đúng rồi nhưng mà vẫn phải dặn dò phải đọc kỹ đề bài. Đề bài cho vuông góc thì mình lấy vuông góc, mà đề bài cho đường cao thì mình cao. Đề bài cho góc nội tiếp chắn đường tròn mình lấy góc nội tiếp chắn đường tròn, và bám sát đề bài mọi người hiểu ý không này nhá. Đủ ai dạy em viết chữ thầy sẽ em mà thế thì không được, các thầy giờ tôi tự chấm bài của tôi, hóa ra là mình tự viết mình tự chấm thì nó gọi là cái phẩm tự viết tự chấm nặng quá. Nhanh nhanh lên, chị Trang có việc làm nào, Trang thất nghiệp đứng chơi kìa. Làm gì có tứ giác cùng một hình tròn, tào lao quá trời. À lên lên, đỗ hai trường đấy, đỗ hai trường ở công này, cao lấy tóc là số B, nhá. Làm đi đàng hoàng nào, cứ phải lượt đi lượt lại như này là mới chắc được, mất nhiều tiền thì ăn mình luyện thôi. Có được như thế mà năm nay mà đỗ tháng năm mình có bỏ thì lớp khác học đâu có vùng đọc đâu, sao hai đứa đồng nhau thì chắc là cô giáo em bảo thế, phải đọc đề bài chứ không phải cô giáo em cũng không phải thầy đâu nhá, phải là đề bài. Đề bài không hề nói về em vùng góc từ BC, BE nào vùng góc từ BC à, BE vùng góc từ A thì AC nhé, kể cả BC AC cũng chết, phải nói rõ là gì, vì chắc tam giác ABC có BE là được chế đỉnh cao, đây được cao chỗ này là tiết rồi, tiết được cái đường thẳng này đây. Thì là tứ giác nội tiếp đã đúng chưa, đúng rồi nhá, phải tứ giác nội tiếp trước xong thì nó cùng thuộc một đường vế cùng thuộc một đường tròn, thế còn nếu như sử dụng đường tròn đường vế thì nó sẽ ngược lại, bốn điểm cùng thuộc một đường tròn trước sau đó mới suy ra tứ giác nội tiếp mẹ nội tiếp. Em thấy hai cách này ngược nhau chưa, mấy này thằng này nhiều đúng rồi mà chắc chính xác mà ra Tết sẽ có một số bạn ở dưới Hà Nội sẽ cùng học on chúng ta nhá, có vài bạn thôi cái trang thôi lại bị online thì đẹp là xấu thì vẫn thế, xin lỗi nếu mà để còn nếu như thầy đang lên nhóm thì sẽ có khoảng tương đối đấy, tương đối người sẽ đăng ký học cùng đấy, hiện tại là thầy đang thăm dò bên mình thôi, cái thầy đang mình hoàn toàn tụ tư tâm tương đối với nhiều người bạn nhóm đã, tức là họ chỉ làm on thôi và họ cùng với đơn vị luôn, được chưa? Lúc đấy khả năng thầy sẽ phải dùng đến 2 triệu giảng để kiểm tra vợ của em, tức là sẽ có tới 2 người đi kiểm tra được không? Nào, bao nhiêu người đã làm xong giơ tay, những người online cũng giơ tay đi, những người online có biết giơ tay trong thế giới Zoom không? Không.
Em Kém nhờ. nhanh tối qua Cánh băng giơ tay rồi. Đình Tuấn nào, Mai Linh, Thu Hà đã làm được chưa? Ủa Phạm Thu Hà là đứa nào nhỉ? Hello Phạm Thu Hà, bạn là ai vậy? Phạm Thu em Hà. là em học sinh mới ạ. Ủa bạn học sinh mới à? Vâng. Biết Facebook của thầy không? Có ạ. Thì nhắn tin cho thầy nhá. Vâng. Nào ở trên lớp này, trên lớp ở bao nhiêu người đã làm xong đưa tay. Chú ý đây là một bài dễ nhưng nó lại quyết định đỗ trượt. Bài dễ này mang về cho bạn tới một điểm cơ. Được không? Các bạn cứ học mãi câu 5 là mã bất đi. Rồi tôi sẽ dạy câu bất cho các bạn. Nhưng câu bất rất khó nhưng chỉ có bao nhiêu thôi ạ? Nửa điểm thôi. Được không? Câu từ giác nội tiếp này cực dễ luôn nhưng lại tới một điểm đấy. Nhá. Nào. Thì Trang check xem còn thanh niên nào không? Anh chưa biết làm đúng không? Anh biết làm rồi, Tùng chưa biết làm à? Biết làm thì giơ tay lên. Quý ô quý chưa biết làm. Tiến làm được không? Anh làm được không? Đừng có đùa nhá. Đấy kia. Tên gì nhỉ? Học tin mới tên gì đấy? Quỳnh với Ngô Thúy, hai đứa chưa biết làm. Rồi ok, báo cáo các mẹ này, có bạn Quỳnh với bạn Ngô Thúy là chưa biết làm. Mai Linh cũng thế. Đỗ Đình Tuấn cũng thế. Bốn người, nhà lớp học còn bốn người thôi. Mẹ Ánh ở Chi Lai nhá, mẹ Ánh ở Chi Lai là Ánh hôm nay biết làm rồi. Tất nhiên chưa đỗ được quả ngoài đâu, nhưng mà dù sao cũng gọi là biết làm là mừng rồi. Nhá. Rồi sau đây là thầy sẽ trình bày mẫu một bài mà trình bày mẫu mãi rồi nhá. Rất nhiều bài rồi. Cánh băng trình bày mẫu à? À, Mai Linh rồi, Mai Linh giơ tay rồi. Ok. Thầy trình bày mẫu nhá. Để có được góc D này vuông ạ thì bạn đọc kỹ đề bài cho nó chắc nhá. Người ta đây là có đường gì nhỉ? Đường cao nhá. Thì lời giải như sau này, là xét tam giác ABC. ABC có AD là đường gì ạ? Là đường cao. Từ đó suy ra luôn góc ADC bao nhiêu độ nhỉ? 90 độ, rất là nhanh. Được chưa? Tiếp, B gì nữa là đường cao ạ? BE cũng là đường cao. Vậy suy ra góc à, không phải là dùng góc A mà dùng từ đâu thôi ạ? H luôn, dùng luôn từ H. Nếu mà ghi đầy đủ thì chúng ta sẽ ghi như sau. Đó là AD vuông góc với gì ạ? BC. Vậy thì chia ra góc HDC bằng bao nhiêu độ ạ? 90 độ. Được chưa? Làm tương tự chúng ta sẽ có góc H gì ạ? EC bằng bao nhiêu độ ạ? 90 độ. Đấy. Bước này em sẽ mang về cho các bạn nửa điểm đấy nhá, không ít đâu. Đừng có mà coi thường cái bước này, mất rất nhiều điểm bạn ơi. Bước sau này, bước sau nhá, là xét tứ giác. Xét tứ giác C, CD, HE có góc CDH cộng với CEH bằng 90 độ cộng 90 độ bằng 180 độ mà hai góc này là hai góc đối. Đấy. Có một số em lại suy ra luôn bốn điểm cùng trục của đường tròn, hơi vội nhé, hơi vội. Vậy suy ra tứ giác nào À, ạ? À, CDH gì ạ? HE là tứ giác nội tiếp. Và vì nó nội tiếp cho nên suy ra bốn điểm. HE, CD cùng trục của đường tròn. Được chưa? Đó. Em viết y như này thì khi nào bị trừ điểm thì nếu đấy là lỗi của thầy Long, còn nếu như em viết tắt, viết ẩu, viết sai lệch đi mà bị trừ điểm, trong lúc cô giáo bảo ai dạy kiểu này xong lại bảo là gì, thầy Long bảo thế thôi, lại bán thuốc cãi nhau thôi, tam sao thất bản khổ lắm. Được chưa? Đấy. Nếu như bây giờ chúng ta cùng kiểm chứng lại bốn điểm này có thuộc một đường tròn hay không nhá, bốn điểm này cũng bốn điểm này thuộc đường tròn hay không, đó chính là đường tròn đường kính nào đấy ạ? Thế gì? CH nhá. Nó sẽ là đường tròn đường kính CH đó.
Nhìn ra chưa? Rất là ghê gớm nhá. Đấy. Cái này sẽ hỗ trợ rất tốt cho các bạn đi tìm các góc nội gì nội tiếp. Đây tôi giảng thêm nhé, tôi giảng thêm nhé. Bây giờ chúng ta có đường tròn đường kính nào ạ? Chính là đường vòng đi qua bốn điểm của câu A nhé. Thì bây giờ mình sẽ nhìn cung này đi. Nào từ từ nào. Văn phòng một ngay đây mà từ từ. Mình nhìn cái cung EH nhá, cung EH nhá. Thì chúng ta sẽ có góc nào là góc nội tiếp chắn cung EH nào? C. Đúng chưa? Góc như là gì ạ? EC gì? ECH và góc E gì ạ? EDH nhá. Đây, ECH đây, EDH đây. Hai con này làm sao? Bằng nhau luôn. Ok chưa? Đó. Nào bây giờ mình có thể tìm là góc nào là góc nội tiếp chắn cung CE nào. Chắn cung CE. Đấy, thì là CH gì? CHE và CD gì ạ? CDE. Đúng chưa? Đó, thì góc này là góc nội tiếp, góc này cũng là góc nội tiếp chắn cung C gì? CE. Ok chưa? Cho nên nó sẽ phải bằng nhau. Đấy. Tiếp. À, ví dụ nha. À, cái góc mình sẽ tìm một cái góc ngoài nhé, một góc ngoài này. À, ta thấy là có hai góc là góc H1 và góc H2 là hai góc kề gì nhỉ? Kề bù. Mà H1 cộng 2 là kề bù cho nên H1 cộng 2 là trăm mấy nhỉ? 108. H1 cộng C1 cũng bằng trăm mấy nhỉ? 108. Vậy thì suy ra C1 phải bằng H gì? H2. Nhìn ra chưa? C1 phải bằng H gì? H2. Nhìn ra được chứ? Đó. Đó là những thứ mà chúng ta có thể khai thác được ngay nếu như có tứ giác nội tiếp. Đó bây giờ chúng ta sang câu B, chứng minh tam giác APH cân. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể chứng minh được tam giác APH cân? APH cân tại đâu ạ? Đây. Tam giác APH cân tại A nhé. Được chưa? Muốn chứng minh tam giác APH cân tại A thì thầy sẽ hướng dẫn các em một số cái suy nghĩ, một số cái ý tưởng nhé. Có thể các bạn đã nhìn ra rồi nhưng đó là một phần bản lĩnh thôi, nhưng đa phần vẫn là may mắn thì nó sẽ rất là mạo hiểm trong vòng thi nhé. Đấy. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn là có một cái phương pháp như thế thì trong vòng thi ta sẽ an toàn hơn nhé. Được chưa? Câu này là chứng minh gì ạ? Chứng minh Tắt rồi tiếp. tứ giác nội tiếp xong rồi nhé. Tam giác A B À. H cân tại H nhé. Được chưa? À, cân tại A, sorry, cân tại A nhé. Đây, cân tại A. Thì có mấy cách chứng minh tam giác cân như sau nhé. Cách một này, muốn chứng minh tam giác cân tại A nhé, thì ta sẽ chứng minh rằng AE vừa là đường cao, vừa là trung gì ạ? À? Trung tuyến. Vừa là phân gì ạ? À? Phân giác. Có nghĩa là AE bản thân nó đã là đường cao rồi. Vậy nếu bạn chứng minh được EP bằng EH xong thì AE sẽ là trung gì? Trung tuyến. Hoặc bạn chứng minh được A1 bằng A gì ạ? À? A2 xong thì AE sẽ là vừa là đường cao vừa là phân gì? Phân giác. Vậy thì tam giác này cũng là cân. Như vậy, cách thứ nhất đó là chúng ta sử dụng các đường cơ bản nhé. Dùng các đường cơ bản. Đường cơ bản. Đường cơ bản có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là đường cao đồng thời là trung gì? Trung tuyến, không phải là phân trung điểm nhé. Trung tuyến. Đấy, đồng thời là gì ạ? Là phân gì? Phân giác. Đấy, thì trong tam giác AHE thì đã có AE là đường gì rồi? Đường cao rồi. Nếu chứng minh được nó là phân giác hoặc nó là trung tuyến thì bài toán xong. Được chưa? Hiểu ý chưa? Rồi. Tiếp, cách 2 nhé. Cách 2. Là muốn chứng minh tam giác cân thì chúng ta chỉ cần chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, tức là AP bằng A gì? AH nhé. Đó. Bạn làm cách nào thì làm chứng minh được đoạn thẳng AP bằng đoạn thẳng A gì? AH. Kệ bạn, bạn làm nào thì đấy là việc của bạn. Được chưa? Đấy. Cái cách thứ ba nhé, bạn sẽ chứng minh góc P1 sẽ bằng góc gì ạ? H1. Đấy, P1 sẽ phải bằng H gì ạ? H1. Đó, P1 bằng H1. Được chưa? Thế thôi. Đấy, ba cách nhá. P1 bằng H1. Ok chưa? Nào. Đấy. Có bạn nào nghĩ ra cách nào chưa? Bao gồm cả các bạn online ạ. Kể bạn Phạm Thu Hà, bạn cứ mạnh dạn phát biểu luôn nhé. Phạm Thu Hà nghĩ ra cách nào chưa? Có ai nghĩ ra cách nào để chứng minh P1 bằng H1 chưa?
Chắc chắn rồi, chúng ta có thể sử dụng góc nội tiếp. Chắc chắn là dùng góc nội tiếp rồi, rất tiện lợi. Và có một gợi ý đắc lực đó là câu B sẽ sử dụng kết quả của câu gì ạ? Câu A. Nha. Gần như là chúng ta dạo chơi thôi. Được chưa? Nào nghe giảng nào, nghe giảng nào, nghe giảng tiếp nhá. Nghe giảng tiếp sau đó chúng ta sẽ tìm cách trình bày nhá. Nào, bạn có thấy rằng góc P1 là góc nội tiếp không? Xét trong cái đường tròn đang có đây. Nhá, P1 có phải góc nội tiếp không? Vậy thì trong cái đường tròn này vẫn còn một góc nữa là nội tiếp ạ. Nào, góc nào nội tiếp chắn cung AB ạ? Ôi. Góc nội tiếp là cả ba đỉnh của nó đều phải nằm trên đường gì? Trên đường tròn. Nào, những góc nội tiếp nào chắn cung AB? Hướng dẫn nào. Xét góc nội tiếp chắn cung AB ạ. Nhá, chắn cung AB. Vậy thì chúng ta sẽ có góc P1 bằng góc nào? P1 bằng, đúng rồi, bằng C1 đây. Đúng, P1 bằng C1 chưa? P1 và C1 đều là góc nội tiếp chắn cung AB, bạn nghe được chưa? Theo được không ạ? Ánh và Ngô Thúy, đặc biệt là Ngô Thúy. Nghe chưa, đang không học bài rồi. Nặng. Thua luôn rồi đấy nhá. Tiếp tục nào. Bạn nhìn xem. Thì góc C1 đây. Đố ai biết vì sao C1 lại bằng H1? Mà nó bằng nhau luôn, bằng nhau luôn và ngay chỉ một hai dòng là xong thôi. Ô chị đùa, nãy thầy vừa bảo rồi à? Chết thật đấy, nhưng mà có mấy người để ý được đâu, để tâm đâu. Tức là khi mà chúng ta có một tứ giác nội tiếp, chúng ta có thể khai thác nó rất nhiều. Nhá. Hay chưa? Tam giác đồng dạng à thầy? À, bạn thích dùng tam giác đồng dạng cũng được nhá, bạn băng nhá. Được không? Bài này dùng tam giác đồng dạng được nhá, bạn băng tinh phết đấy. Nhá. Được chưa? Rất nhiều cách nhá. Bạn Khánh Băng dùng tam giác đồng dạng sẽ là tam giác AEH đồng dạng với tam giác ADC. Được chưa? Nhá. P1 bằng C1 ok chưa? Rồi, C1 bằng H1 này thì nhiều cách nhá. Cách thứ nhất này, C1 cộng H2 bằng bao nhiêu ạ? 180 do tứ giác nội gì? Nội tiếp. H2 cộng H1 cũng bằng trăm mấy? 180 do hai góc kề gì? Kề vuông. Vậy suy ra C1 bằng bằng H1 chưa? Rồi, đấy là cách thứ nhất nhá. Cách thứ nhất nhá. Cách thứ hai để chứng minh C1 bằng H1 này. Ta có này. Xét tam giác vuông EAH, ta có H1 cộng A1 bằng bao nhiêu? 90. Xét tam giác vuông ADC, A1 cộng C1 cũng bằng bao nhiêu? Cũng bằng 90. Vậy thì chứng tỏ rằng C1 phải bằng H1 cộng góc. Cách 3 này. Xét tam giác vuông AEH và tam giác vuông ADC có góc E bằng góc D cùng bằng 90 độ. Có góc A là góc gì? Chung. Vậy hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc gì ấy? Góc góc. Vậy suy ra góc H1 phải góc C1, hai góc tương ứng. Được chưa? Ô nhiều cách thế á. Ok chưa? Đó. Sương sương là ba cách rồi đấy. Ổn chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tìm cách mà vào việc thôi. Tam giác đồng dạng tùy các bạn, bạn thích dùng cái gì là việc của bạn thôi. Đó, bây giờ thì ta trình bày và đề giải nhé. Đấy. Ở trong thế giới online thì bất lợi hơn hẳn cái thế giới ở, đó là gì? Đó là thầy sẽ không nhìn được lời giải của các bạn. À, lời giải. Ai sẽ trình bày cho tôi vì sao P1 bằng C1? Nào, ai trình bày P1 bằng C1? Vì sao góc P1 bằng góc C1? Nào, Hưng nào. À rồi, thì đầu tiên chúng ta nên biết đó là xét đường tròn nào ạ? Đúng rồi, xét đường tròn tâm O. Đường tròn tâm O. Thì ta có gì ạ? Ta sẽ suy ra P1 bằng gì ạ? Bằng C1. Mở ngoặc là góc nội tiếp chắn cung nào ạ? Chắn cung AB. Chuẩn chưa? Đó. Ăn nhau ở cái đoạn hướng dẫn từ trước ấy. Chứ còn bây giờ tự dưng trình bày này. Các bạn tưởng ui ngưỡng mộ quá, hâm mộ anh ấy quá. Sao anh ấy lại viết được còn mình thì không?
đồ dồ đúng không, rất là đồ dồ luôn đấy. Ăn nhau cái đoạn hướng dẫn từ trước nó sẽ biến một bài toán trở thành là rất là quen thuộc và rất là dễ, mà chúng ta đi thi gần như là mọi người cứ bảo là may rủi ấy, thì may rủi vẫn có nhưng mà cái may rủi nó rất là ít thôi. Với những câu mà chúng ta tự tin chắc chắn rồi thì cũng rất khó để chúng ta làm gọi là xịn tay, làm rất là yên tâm luôn, không làm cách nọ thì mình làm cách kia. Những cái đề này thú thật luôn với các em là thầy hôm nay mới nhìn và chia sẻ lên, bây giờ bắt đầu đọc đề, chưa đọc đề nốt. Cũng giống như vậy, nếu như các bạn muốn giải câu 5 La Mã thì thầy cũng bây giờ mới chịu đọc đề, cũng chưa có ý định là làm sẵn những cái bài này làm gì. Đấy chưa? Không phải là để chứng minh rằng đề dễ đề khó gì cả, mà để nói là những cái câu này nó mức độ nó nhẹ nhàng, mức độ để gọi là cho điểm thôi. Còn câu C câu D của hình này căng phết đấy, không phải đơn giản đâu nha, không phải câu nào cũng dễ đâu. Thỉnh thoảng có câu VS cũng căng, thỉnh thoảng câu giải toán cái là phương trình cũng gì à căng đấy, thỉnh thoảng có câu thôi. Thế còn câu B hình thì ít khi người ta cho khó, ít hiếm. Đề Hà Nội nghiên cứu mấy chục năm nay câu B chả giờ có, kiểu hiếm lắm. Có nhưng mà kiểu như tiếp từ ngày xưa, từ những năm gọi là 2000 kiểu như thế, cách đây 20 năm rồi nói làm gì, để xưa xưa hẳn đấy. Rồi như vậy chúng ta đã có P bằng gì rồi nhỉ, P bằng C. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh C bằng gì, C bằng H đấy, việc nào ra việc đấy nhá. Nào bây giờ ai là người chứng minh được C bằng H, C1 với H1 á, C1 bằng H1 nào. Thì đây tôi cho luôn là H2 nhé. Nào, dựa trên góc H2 nào. Cách Cách nào cũng được. Em nào? Nào, Phương nào? Tam giác nào? À, bạn dùng hẳn tam giác đồng dạng à? Ok, dùng tam giác đồng dạng được nhé. Đó. Nếu mà mình đã ký hiệu H2 rồi thì dùng luôn gì ạ? Từ giác nội thế nội tiếp được không? Dùng luôn từ giác nội tiếp, tôi trình bày luôn từ giác nội tiếp nhé. À, trước hết, vì sao H1 cộng H2 bằng H1 H2 vì sao cộng với nhau 180 ạ? Đúng rồi. Ta có H1 cộng H2 bằng bao nhiêu? 180 độ. Lý do là hai góc kề gì? Hai góc kề bù. Được chưa? Tiếp. Nào, C1 cộng H2 cũng bằng 180. Ô, sao vậy? Tại sao C1 cộng H2 lại bằng 180? Hai góc đối của tứ giác nội gì? Nội tiếp. Trong câu A ta đã chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp đúng không ạ? Mình dùng luôn câu A thì nó sẽ nhanh. Còn nếu như bạn dùng tam giác đồng dạng, tức là mình không dùng câu A thì nó sẽ lâu hơn một tẹt, nhưng vẫn ok nhé, điểm vẫn như nhau nhá. Lý do là gì? Là vì tứ giác nào nội tiếp nhỉ? CD H gì? HE nội gì nhỉ? Nội tiếp. Đó. Cái này người ta gọi là cộng góc nhé. Bạn nhìn này, 180 với 180 là giống nhau rồi. Được chưa? H2 với H2 cũng thế nào rồi ạ? À? Cũng giống nhau rồi. Vậy thì bắt buộc H1 với C1 cũng phải như bảng trong nốt. Đấy, thế gọi là cộng góc. Nghe được không? Cộng góc nhé. Giảng lại nhé, giảng lại để mọi người hình dung ra cái kiểu gọi là cộng góc nhé. 180, 180 thì đương nhiên là bằng nhau. Tất nhiên. H2 với H2 thì đương nhiên là bằng nhau. Bây giờ. Ôi, thế thì chứng tỏ rằng H1 với C1 cũng thế nào? À, cũng phải bằng nhau nốt. Đó, được chưa? Cộng góc nó dễ như thế mà các ông kêu bạn. Em sợ cộng góc lắm. À, vậy thì suy ra C1 lại bằng H gì? H1. Được chưa? Nào, C1 bằng P1, C1 lại bằng H1. Vậy thì theo tính chất bắc cầu, ta sẽ suy ra H1 bằng P mấy ạ? P1. Mà H1 bằng P1 thì chứng tỏ rằng tam giác APH làm sao nhỉ? Cân tại gì ạ? Cân tại A. Đó, điều phải chứng minh. Ô, trong lời giải cũng ngắn, dễ hiểu. À, nhưng mà trước khi có lời giải này, các em để ý nhé, chúng ta phải biết cái phương pháp giải bài toán này. Và đây là cái cách ngắn của bài này. Nhưng chưa chắc dùng cách này lại làm được bài tương tự. Bởi bài tương tự có thể là họ lại muốn chúng ta giải theo cách khác và đề bài sẽ lựa cho chúng ta theo cách kia.
Thì đây có mấy cách mà lúc nãy thầy hướng dẫn đấy, hướng dẫn trước khi giải toán đấy. Ok chưa? Ba cách chứng minh tam giác cân thường gặp. Các bạn có ghi được cái đoạn hướng dẫn hôm nay không? À, ghi đoạn hướng dẫn khi như khi nãy nhá. Thì có thể mình nói là học một được hai, học một được ba, học một được 10, kiểu như các cụ nói đấy, học một hiểu 10 ấy. Đấy, còn nếu như bạn chỉ ghi lời giải bài này thì bạn chỉ học một được một thôi. Nghe ra chưa? Đó, tỉnh táo nhá, học chậm thôi. Lớp đại trà thì học thế này là kinh khủng. Bạn nên nhớ rằng sau khi mà bạn làm xong câu này thì điểm của bạn sẽ trên dưới ngót nghét là 8 điểm rồi, chứ không phải là thấp đâu. Thế cho nên bạn còn muốn đòi hỏi cao hơn nữa thì là khó. Cao hơn nữa thì bạn cần tham gia một khóa học khác chuyên luyện những câu khó, còn câu dễ bỏ Cái lên qua. xuống ấy thầy. Vẫn còn đòi nữa thì đâu nữa. À, Thầy sẽ gửi cái file này cho các em, không phải vội nhé. Rồi ok, chúng ta lại trở lại với Facebook nào, xem Facebook thầy còn đề nào nữa nào. như đây thầy. Đề Archimedes đúng không? Archimedes Thầy thì em có gì nào? Đây, Archimedes đây. Ok, thầy sẽ chép đề cho các em không phải lo căng mắt ra để nhìn cái đề đâu. Đề Archimedes thì đề nào thì đề cứ gọi là đề thi của Hà Nội là được tất. Câu 3 nhá, khó hay dễ cũng không thèm động vào. Chưa đến lúc. Được chưa? Chưa đến lúc. Chứ không phải là mình không làm mà là chưa đến lúc. Vội vàng làm gì? Bây giờ mới học giai đoạn 1 còn ra Tết nữa. Chưa chi lại đòi làm câu cuối. À, không hay. Cũng giống như bây giờ nhá, các em đang học sinh lớp 9, có một anh tỏ tình bảo bé có yêu anh không? Phải trả lời là gì? Chưa đến lúc anh ơi, bé còn bé lắm nhá. Đợi bé lớn thì bé mới yêu. Được chưa? Chưa đến lúc. À rồi, nào đề bài tiếp theo nhá. Bài tiếp theo, bài 2. Bài 2 đúng không? Bài 2. Một buổi này cứ làm khoảng 3 bài là êm rồi nhá, làm chậm chậm như này 3 bài là quá nhiều rồi. À, cho đường tròn tâm O đường kính AB. Đường tròn tâm O. Đường kính AB. Đấy lại đường tròn đường kính đấy bạn. Tiếp. Tiếp tuyến đúng không? D là tiếp tuyến. Với đường tròn O tại A. Chấm. Lấy điểm C thuộc đường thẳng D sao cho AC nhỏ hơn AB. Áo diệt tự em ơi. Cắt tuyến CDE. Cắt tuyến tức là một đường thẳng mà cắt đường tròn thôi. Tiếp tuyến là đường thẳng mà tiếp xúc với đường tròn thôi. Nhá. Cắt tuyến CDE tới đường tròn tâm O. Nhìn cái Cái gì đây? CDE nằm giữa CA và CO. đây CDE nằm giữa, tức là thực ra là tia ấy mà. nó ra ngoài Một tia nằm giữa hai tia đó. Nằm giữa CA và CO. BD cắt CO tại M. Từ chỗ các bạn sợ hình, không biết vẽ hình đến chỗ có thể tự tin giải toán câu A câu B, đó là thành công trong giai đoạn 1. Thế thôi, tôi chỉ yêu cầu là tôi chỉ mong muốn thế thôi chứ không phải chỉ yêu cầu. Còn giai đoạn 2 ạ, bạn nào muốn ăn chắc mặc bền cứ luyện kỹ hai câu đầu đó. Bạn nào mà đã mạnh mẽ hơn rồi có thể thử sức với những câu khó hơn. Còn nếu như chỉ mong muốn đỗ những trường như Quảng Oai, Ngô Quyền thì luyện tốt những câu đầu đi. Còn nếu mà muốn đỗ những cái trường cao hơn hẳn thì chúng ta mới phải luyện những câu cuối. Không phải là mình cố càng cao càng tốt, không phải đâu. Thời gian đấy dành để còn học tiếng Anh, còn để học văn. Đúng không? Thời gian đấy còn dùng để đi chơi bạn bè nhá. BD cắt CO tại điểm M. H là hình chiếu của A lên CO, tức là AH.
vuông góc với CO, tôi tự đổi đề bài thành nhà hát vuông góc với CO, được chưa? Rồi, chứng minh 4 điểm A, D, H, M cùng thuộc một đường tròn. Câu B là chứng minh rằng CA bình phương sẽ bằng CD nhân CE. Rồi, ok, đề bài đã xong. Chuẩn có bước vẽ hình. Bài này vẽ tam giác hay là vẽ đường tròn hay vẽ cái gì ạ các bạn? Vẽ đường gì ạ? Tròn nhé. Đường tròn này có tiếp tuyến không? Vậy nên vẽ đường tròn to hay bé? Nhỏ thôi đúng không ạ? Nhỏ thôi. Không phải là nhỏ quá nhưng mà cơ bản thì vẽ nhỏ hơn so với đường tròn khi nãy nhé. Ôi các hình này nhìn hình nào chả quen. Nhìn nào chả quen. Một khi làm quen các bài rồi thì bài nào nhìn chả quen đúng không? Tiếp, đây là tiếp tuyến. Để chúng ta vẽ góc vuông nhé. D. Rồi, đây chính là đường thẳng D. Tiếp tuyến tức là góc A này là góc gì bạn ơi? Vuông nhá. Rồi lấy điểm C sao cho AC bé hơn AB nhá. Chú ý rằng AC phải bé hơn AB. Rồi, như vậy là không cần phải quá dài. Được chưa? Đã nhìn thấy AC bé hơn AB chưa? Bé hơn nhá. Rồi. Các tuyến CDE, nhìn các tuyến này. Các tuyến tức là cắt này. Như này được không? Được. Nhìn xem. Nằm giữa CA và C gì đấy? CO. Như vậy, cái cắt tuyến này có nằm giữa CA và CO không? Không. Không. Như này được chưa? Chưa. Như này vẫn chưa nằm giữa CA và C gì? CO. Đấy, phải như trên này mới được này. Được chưa? Đấy. Nhá. Đấy, nhìn xem nằm giữa CA và CO đây chưa? Đấy, CA, tia CA và tia CO ở hai bên, các tuyến ở gì? Giữa nhá. Như vậy đây là các tuyến là C này, D này, đi nhờ, E. Được chưa? Nhìn thấy các tuyến nằm giữa CA và CO được chưa? Xong nhá. BD cắt CO, như vậy nối BD. B với D. Tại M. AH vuông góc với CO. AH vuông góc với CO. Ai trở hình nhìn lạ mắt lắm. Được chưa? AH vuông góc với CO. Xong rồi đấy. Chứng minh 4 điểm. Đương nhiên ADHM ADHM rối loạn chưa? Rối loạn tiền đình chưa? Em có tìm thấy góc vuông nào từ 4 điểm mà thầy vừa chấm xanh nhau không? Góc nào vuông? Góc H vuông. Được chưa? Trật tự. Góc H vuông, vậy thì tam giác AHM là tam giác gì ạ? Vuông với cạnh nguyền nào ạ? Cạnh nguyền A gì ạ? AM nhá, cạnh nguyền AM. Vậy thì tam giác ADM cũng vuông và cạnh nguyền vẫn phải là A gì? AM. Nhá, nhìn nhá, hướng dẫn này, hướng dẫn nhá. Hướng dẫn này. Đấy, từ 4 điểm. Từ 4 điểm. A, D, H, M. Ta thấy góc gì nhỉ? AH gì? AHM vuông. Đúng AHM vuông chưa? Vậy thì suy ra
Tam giác AHM là tam giác vuông tại đâu? Vuông với cạnh huyền nào? Cạnh huyền chính là đường tròn đường kính này em. Chính là cái đường kính của cái đường tròn đó nhá. Cạnh huyền A gì? AM. Vậy thì suy ra cái tam giác còn lại, tức là tam giác còn lại, tức là còn đỉnh D ấy. Tam giác AD gì ạ? ADM cũng phải vuông. Cũng vuông. Với cạnh huyền nào? Vẫn phải là cạnh huyền AM nhá. Phải như nhau thôi. Được chưa? Nó cũng vẫn vuông với cạnh huyền AM. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Ô. Thế tại sao AD M lại vuông? Đấy, tức là mình phải đoán được nó vuông đã nhá. ADM phải vuông rồi, không thể cãi được. Nhưng mà ô thế mà tại sao cơ? Tại sao nó lại vuông? Đấy. Đúng rồi, bạn Hưng tính đấy. Nó ADM không phải góc nội tiếp mà là AD gì? AD gì nhỉ? ADB mới là góc nội tiếp chắn nửa đường gì? Đường tròn nhá. Chúng ta phải có cái sự phán đoán góc D này cũng vuông này. Nhìn ra chưa? Nhìn thấy góc D này vuông chưa? Có nhận ra AD, AB là đường kính không? Đường kính, thế thì ADB là góc nội tiếp chắn nửa đường gì? Chắn nửa đường tròn. Vậy thì ADB bằng bao nhiêu độ? 90 độ. Mà ADB bằng 90 độ thì ADM bằng bao nhiêu? 90 độ. Đấy, chúng ta phán đoán ra chưa? Đấy, ok, giải đáp được chưa nhỉ? Nó chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Một số bạn vội vàng ghi rằng là ADM là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là không đúng đâu. Nhá. Phải là AD gì mới là góc nội tiếp nhỉ? ADB mới là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nhé. Bởi vì cả 3 điểm ABD cùng thuộc đường tròn mà. Được chưa? Vậy thứ tự trình bày chúng ta trình bày từ dưới trình bày lên thôi. Bắt đầu chúng ta chứng minh góc D bằng 90 độ. Sau chứng minh góc H bằng 90 độ. Rồi xét tứ giác ADMH cộng hai góc này lại bằng 180 và nó là hai góc gì? Đối. Nhá. Đấy. Mẹ của bạn Thanh Tùng ở Tản Thọc xuống một đón con trai về nhé. Đi học như đùa. Đi học như đi chơi, thế thì không nên đi học tiếp. Nào, lời giải được rồi. Nào, em nào đọc được vì sao góc D bằng 90 độ? Bao nhiêu người? Thành nào, cho Thành nào. Thạch, Thạch hay Thành? Thành nào. Rồi, xét đường tròn tâm gì? Tâm O có góc AD B bằng bao nhiêu độ nhỉ? 90 độ. Mở ngoặc góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Vậy từ đó chúng ta suy ra góc nào nhỉ? Bằng 90 độ. Xong. Bước thứ hai ta chứng minh góc H bằng 90 độ. Tôi đã sửa đề bài là AH vuông góc với CO, còn đề bài chuẩn là H là hình gì nhỉ? Hình chiếu. Thì tôi đã sửa đề bài rồi thì cứ em cứ theo đề bài sửa mà làm thôi. Nhá. Vì AH vuông góc với CO. Vậy thì suy ra AHM cũng bằng bao nhiêu độ? 90 độ. 90 độ. Như vậy chúng ta đã đạt tới hai góc vuông rồi. Bây giờ xét gì nhỉ? Xét tứ gì? Xét tứ giác. Xét tứ giác nào? A, D, M, H. Có cái gì ạ? A, D, M, cộng gì ạ? A, H, M. Bằng 90 cộng 90 bằng 180 độ. Mà hai góc này mà chúng là hai góc gì? Chúng ở Chúng là hai góc đối. Từ đó suy ra tứ giác nào ạ? Tứ giác A D nội tiếp. M H nội gì ạ? Nội tiếp. Được chưa? Suy ra 4 điểm nào ạ?
bốn điểm A D H M cùng thuộc gì, cùng thuộc một đường tròn. Đố ai tìm thấy là bài này tôi đang khả nghi là lời giảng chúng ta như vậy là bị lỗi đấy nha. Bạn tin hay không thì tùy, tôi đang nghi ngờ thôi, đang nghi ngờ thôi rằng lời giải này đang bị lỗi đấy, không phải đơn giản đâu. Đây, chính ở chỗ đấy. Làm sao bạn biết D và H là hai góc đối? Đấy mới là vấn đề. Nghe ra chưa? Bởi vì bạn thấy nhá, chúng ta có một cái giả thiết là AC nhỏ hơn A gì ạ? AB. Vậy nếu tôi vẽ AC đủ nhỏ thì sao? Đây. Hình vẽ này thì bạn thấy rằng H và D là hai góc gì? Hai góc đối. Bây giờ mình sẽ vẽ một hình vẽ khác với AC rất nhỏ nhá. AC rất nhỏ thôi. AC ngắn ơi là ngắn thôi. Bạn sẽ thấy rằng xem H và D có còn hai góc đối nữa không nhá. Từ đây tôi sẽ nhắn nhủ lại một câu nói từ ngày xưa mà có thể rất nhiều bạn sau khi nghe còn nửa tin nửa ngờ, rằng khi mà là cô giáo em bảo là thế nọ bảo thế kia, cứ cô giáo em là một cái thứ gì đó nó rất là kinh khủng, và thầy Long cũng vậy thôi. Vậy thì cái gì thì cái cứ phải thực tế ở đây, các bạn sẽ biết điều gì đang diễn ra luôn. Chưa chắc bài này đã sai nhá. Ok, tôi chỉ vẽ rất ngắn như vậy thôi, được chưa? Để liệu này nào, đọc giúp cho tôi lại cái đề bài nào. Cho đường tròn gì ạ, tâm gì ạ, tâm ô đường kính A gì ạ, AB, rồi lấy một điểm C rồi, rồi các tuyến gì ạ, CD gì ạ, CD. Tôi đang nghi ngờ thôi nhé, nghi ngờ nếu như D và H nó nằm cùng gì, cùng phía nhé. Sợ rằng khi AC đủ ngắn nó sẽ nằm cùng phía chăng, ví dụ thế, nghi ngờ thế nhá. Rồi H là hình chiếu của A trên gì ạ, trên C gì, CO, No. có phải trên CO không No. rồi nào, chứng minh cái gì ạ? Còn M là giao điểm của cái gì ạ? M là giao điểm của BD và CO. BD với CO. Vâng. Đó, tình hình đấy rồi. Nào, bạn nhìn xem. Bây giờ D và H có còn là hai góc đối nữa không? Nhìn thấy chưa? D với H bây giờ còn là hai góc đối nữa không? Vậy lời giải như trên có thể xứng đáng nhận điểm không rồi đấy, bởi vì nó không chỉ đơn giản là một lỗi nhỏ mà là sai hẳn về phương pháp. Vì không có một cơ sở toán học nào để nói rằng D và H là hai góc đối nữa. Lần này D và H là hai góc gì ạ? Là hai đỉnh kề nhau rồi. Bạn thấy nguy hiểm chưa? Thế cho nên lời giải vừa rồi sẽ không còn giá trị sử dụng nữa vì sai hoàn toàn về mặt phương pháp. Ok chưa? Thật kinh khủng. Hay Tất nhiên rồi, đường tròn đường kính thì không ngại cùng phía hay là khác gì, khác phía. Không ngại góc kề hay là góc gì ạ? À? Góc đối nhá. Vậy thì sau khi chứng minh được cái điều này, chúng ta sẽ không không làm tổng hai góc đối, bởi vì thực sự hai góc đó có phải hai góc đối không ạ? Không phải nhá, nó còn tùy thuộc xem AC dài hay là AC gì, AC ngắn. Dài ở đây là dài ngắn là so với A gì nhỉ, AO. Nếu như AC mà dài hơn AO nhá, thực ra đề này còn có, tôi thấy là đề này nghe không ổn đâu nhá. Đề ba chỉ nói là AC nhỏ hơn A gì thôi ạ, AB, được chưa? Tôi nói thực sự đây là cái này là đề bài này không ổn đâu nhá, lỗi của người ra đề rồi đấy. À, trật tự nào, cùng thuộc một đường tròn thì đề bài không sai, đề bài không sai, nhưng mà nó sẽ bị suy biến về thành 3 điểm trong tình huống sau đây. Các em để ý, nếu như AC nhá, nếu AC như hình này đang dài hơn A gì, AO, nhưng vẫn ngắn hơn A gì nhỉ, AB, thì rõ ràng lúc đó D và H là hai góc gì, Đối. hai góc đối hay còn là hai đỉnh đối diện nhau. Nhưng nếu như AC vừa rồi các bạn nhìn thấy đấy, mà nếu tôi vẽ AC ngắn hơn A gì, Không. AO, đúng chưa? Đúng rồi đấy. Thì lúc đó D và H lại là hai đỉnh gì nhỉ? Lại là hai đỉnh kề. Cho nên sử dụng tổng hai góc đối sẽ không còn giá trị nữa. Và bạn có để ý không, khi mà AC đúng bằng A gì ạ?
thì ôi rồi ôi cuộc đời thật là khó lường khi lúc đó là hát sẽ trùng với gì ạ? À? Hát sẽ trùng với gì ạ? À? Hát trùng mở mắt. Nhìn ra chưa? Lúc đó tam giác ACO là vuông cân tại đâu? Vuông cân tại A. Vì vuông cân tại A và khi đó hát sẽ trùng với M. Hát trùng với M thì lúc đó 3 điểm AD hát thì cũng là 3 điểm ADM, đương nhiên cùng thuộc một đường gì? Cùng thuộc một đường tròn. Bài toán mất vui. Vẫn đúng nhá. 4 điểm này vẫn cùng thuộc một đường tròn. Nhưng nó suy biến còn mấy điểm thôi nhỉ? Ba. Còn 3. Như vậy bài sẽ mất đi cái sự hay của nó. Chắc là tác giả của trường Archimedes không nghĩ đến điều này. Ai trường Ai trường này trường Archimedes trường nổi tiếng lắm đấy nhá. Có thể là thầy trò mình đã quá lo xa chăng? Trường ACS này tuyển sinh đầu vào kinh khủng. mỗi thằng Có kinh khủng nào luôn. Để em search Google xem ACS này bao nhiêu điểm nhé. Trường này là trường dạy chất lượng cao có kinh khủng. Nhưng dường như cái đề thi thực đấy của họ là có vấn đề đấy nhé. Không phải đơn giản đâu. Đây, ACS 1, được chưa? Thi ngày 25 tháng 1 cũng khá mới. Đề có vấn đề đấy chứ không phải đơn giản đâu nhé. Nếu như các bạn nghiên cứu kỹ hơn xem có đúng là có vấn đề không. Được chưa? Không, vẫn làm được bình thường nhá. Đề không sai. Bởi vì khi hai điểm trùng nhau thì nó vẫn cùng thuộc một đường tròn, vấn đề gì đâu. Được chưa? Ăn tiết đàn hơn chứ. Rồi. Nào nhá, đấy là có chúng ta hơi mất thời gian một chút bởi vì cái đề nó hơi hơi chuối nhá. Rồi ok. Nếu các bạn mà theo dõi đầy đủ và xem video thì thấy rằng lời giải của tôi tại sao phải sửa nhá. Được chưa? Còn nếu bạn chỉ nhìn cái thứ tôi viết thôi, tức là nếu tôi đăng file PDF này lên hoặc chụp cái ảnh này lên thì bạn sẽ không hiểu đâu. Không hiểu được đầy đủ cái ý nghĩa của bài toán này đâu. Rồi, bây giờ có hiểu tại sao bây giờ chúng ta không thể dùng hai góc đối không? Bởi vì nó đâu phải là góc đối mà bây giờ ta sẽ dùng đường tròn đường gì ạ? Đường kính nhá. Xét tam giác ADM. Vuông tại đâu ạ? Vuông tại D. Từ đó suy ra điểm A, D, M sẽ cùng thuộc thuộc đường tròn nào ạ? À? Đường tròn đường kính nào ạ? À? Đường tròn đường chính AM. Tương tự xét tam giác nào ạ? À? AHM. Vuông tại đâu ạ? À? Vuông tại H. Suy ra 3 điểm A, HM. Cũng may là các em đã được huấn luyện về đường tròn đường kính. Hoặc nếu mà cứ phang mãi tổng hai góc đối thì toang mất thôi. Đúng chưa? Thuộc đường tròn gì ạ? Đường kính AM. Đó. Có thể ký hiệu đây là 1. Đây là 2. Từ 1 và 2 suy ra 4 điểm A, D, H, M cùng thuộc đường tròn đường kính nào? Cùng thuộc đường tròn đường kính AM. Đó, hết câu A. Chả mấy khi lại được nắm lại cái phương pháp ở đường tròn đường gì, đường kính. Rất là nguy hiểm, phải không nhỉ? Thực ra thì đề thi chính thức của Hà Nội thì nó sẽ không có cái tình huống ngoài vòng này đâu. Đó. Đề thì chắc chắn là đề này không sai nhá. Bởi ngay cả khi AC bằng AO, AC bằng AO cũng không có vấn đề gì. Chứng minh rằng CA bình phương sẽ bằng CD nhân CE. CA bình phương bằng CD nhân CE thì chiêu này thì tương đối dễ rồi nhá. Thầy sẽ hướng dẫn các em làm lại CA bình phương bằng CD nhân CE nhé. Đó, các bạn mà xem đầy đủ video nhé thì hơi tốn một chút thời gian nhưng bạn thấy được cái đặc biệt và cái nguy hiểm của cái đề này. Mình cũng không có ý định bình luận và chê trách gì đâu nhưng mà đấy các bác ra đề cẩn thận một tí nhá, cái công thì nó rơi vào tình huống này càng không có đâu bạn ơi. Hoặc là do thầy trò mình nãy giờ là làm quá vội vàng đọc thiếu đề bài thôi, chứ còn nếu mà đọc chuẩn đề bài như vừa rồi là đề này là cần phải điều chỉnh đấy.
không không để như vậy đâu. Liên quan gì nguyên văn đổi mỗi chữ vuông góc thành cái chữ hình chiếu có gì đâu, liên quan gì đâu. Nào, đề bài yêu cầu là chứng minh rằng à này CA bình phương sẽ bằng CD nhân CE. Cái này là tương đối dễ rồi, không liên quan đến H mà không liên quan đến M đúng không ạ? Đúng rồi đấy, tam giác đồng dạng, bài này ngon lành cành đào đúng không? Đấy. Nào, dịu. Từ từ đi, Long. Nào, có bao nhiêu bạn biết trình bày câu này? Được mấy người có thể trình bày câu này? Trong đó thế giới online có bạn bạn nào biết trình bày câu này thì giơ hộ cái tay lên cái. Bao nhiêu bạn biết trình bày câu này? Biết cách làm á? Đang suy nghĩ cách làm này. Bạn 1 không, bạn 2 không, bạn 3 không, bạn 4 có Minh Hưng, bạn 5 có ai không? Có ai? Có Hà này. Minh có biết làm bài này không? Ui dương. Bạn cuối kia có Loan, có Yến. Loan và Yến viết luôn lời giải đi, chị Trang ngay cạnh đấy rồi. Ai à? Nam làm được à? Hay quá nhỉ? Bạn Nam với bạn gì nhỉ? Quy. Đúng không? Gì nhỉ? Cái gì Bình? À Thanh Bình, ok Thanh Bình nhớ rồi. Thanh cũng làm được á. À? Long cũng làm được, Mai kia làm được, Mai này làm được, cái con Diệp. Rồi, Nga đây làm được. Ghê đấy. Khánh Băng làm được. Đấy. Còn Đình Tuấn, Mai Linh, Thu Hà là hơi căng đúng không? Rồi, thầy hướng dẫn một chút để nhiều bạn làm được nhé. Cuộc chiến khá đơn giản, đó là chúng ta sẽ làm như sau. CA nhé. CA chúng ta tách đôi ra là CA nhân C gì? CA C bằng CD nhân C gì ạ? CE. Dùng chiêu thức là mày đánh bạn tao thì tao đánh bạn mày. Nghĩa là nếu CA này mà đem chia CD nhé, kệ đè đầu cưỡi cổ CD. Đúng không? CA mà đè đầu cưỡi cổ CD thì CE quay lại đè đầu cưỡi cổ C gì? CA này. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ bằng CE chia C gì ạ? CA. Bây giờ chúng ta có hai cách nhé. Hành Tùng. Nãy thì không học, giờ thì mất trật tự. Đang nói gì? Đang nói chuyện gì? Đang đang học toán, đang lại bàn chuyện cái đàn gái thì chịu rồi. Nào, có hai cách nhá. Cách thứ nhất, chúng ta lấy ba điểm bên trái tạo thành một tam giác, ba điểm bên phải tạo thành một tam giác. Được chưa? Ba điểm bên trái đó chính là tam giác CA gì ạ? CAD. Ba điểm bên phải chính là tam giác CE gì ạ? CEA. Được chưa? Bài này là như nhau bởi vì CA bình phương. Còn bài khác thì nó không như nhau đâu nhá. Cách thứ hai lấy ba điểm bên trên CA gì ạ? CAE. Với ba điểm bên dưới là CD gì ạ? CDA. Trong bài tập này bởi vì bên trái là hai cái CA giống nhau cho nên hai tam giác mà chúng ta nói ở hai cách là như nhau. Được chưa? Rồi, trật tự nào Hưng. Nào, các bạn cùng nhìn để loát loát cái tam giác C gì ạ? CAD nhé. CAD. CAD. Nhìn thấy tam giác CAD chưa? Và tam giác CEA. CEA. Hai tam giác này chung nhau góc gì rồi ạ? Chung nhau góc C rồi nhá. Chung nhau góc C chưa? Rồi, cùng nhìn xem góc A có phải là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây không? Có nhớ rằng AC là tiếp tuyến không? AD là dây không? Vậy thì góc A này có số đo bằng 1 phần 2 cung A gì? Số đo cung AD. Tiếp. Thế còn bên này, góc E này là góc gì nhỉ? Góc lộ tiếp chắn cung A thì AD. Cho nên số đo góc E này cũng bằng 1 phần 2 số đo cung A gì?
MD. Vậy thì chứng tỏ rằng cái góc A ở bên này sẽ bằng góc gì? Góc E bên kia. Được chưa? Vậy là đảm bảo hai tam giác đồng dạng theo trường hợp gì? Góc góc. Hiểu rồi chưa chưa? Và khi trình bày ta chỉ cần viết từ dưới viết lên là xong nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ chứng minh rằng góc A này bằng góc gì? Bằng góc C này. Được chưa? Rồi, xét đường tròn tâm O. Có góc CAD. Số đo góc CAD. Số đo góc CAD bằng 1 phần 2 số đo cùng cùng AD mở ngoặc góc tạo bởi tiếp tuyến và dây. Được chưa? Tại sao lại gọi là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây? Bởi vì AC chính là tiếp gì ạ? Tiếp tuyến nhá. AC là tiếp tuyến này. Còn AD là gì? Dây. Tạo bởi một bên là tiếp tuyến, một bên là dây nhá. Được chưa? Tiếp. Số đo của góc AED cũng bằng 1 phần 2 số đo của cung AD. Lý do là góc gì ạ? Đúng rồi, góc nội tiếp. Được chưa? Thì Trang không xử lý mấy đứa đi để nó ồn quá, thầy đang rất là căng này. Bất kể chỗ nào với bất kỳ lý do gì, cứ gì dầm là không được. Em cũng đang tham gia mất trật tự bởi cái từ vụt đấy. Vậy theo tính chất bắc cầu chúng ta sẽ có góc CA gì ạ? CAD bằng góc gì ạ? AED. Vậy chúng ta sẽ suy ra góc CAD kéo dài nó ra nào? Bằng AE gì ạ? AE. AED. Rồi bây giờ xét hai tam giác này và chúng sẽ đồng dạng theo trường hợp gì? Góc góc. Được chưa? Xét tam giác. Chép lại tam giác này, CAD này. Và tam giác gì ạ? À? CEA. Có góc gì chung ạ? À? C chung. Có gì nữa ạ? À? CAD bằng AEC chứng minh ở trên đúng không ạ? Vậy suy ra hai tam giác đồng dạng theo trường hợp gì? Tam giác CAD đồng dạng tam giác CEA theo trường hợp góc góc đây chúng ta đến đây rồi. Vậy suy ra cái tỷ lệ bên trên đúng không ạ? Đây suy ra tỷ lệ này. Suy ra CA trên CD sẽ bằng CE trên CA và nhân chéo lên chúng ta sẽ suy ra CA bình phương bằng CD nhân CE. Đó. Ok chưa? Sang năm cái khóa 2K10 nhỉ? Thì như là theo như cái sách mới đọc bản bản tham khảo ấy thì họ sẽ bỏ góc họa tạo bởi tiếp tuyến đợt dây. Nó bỏ bớt cái góc này. Nhưng mà năm nay thì các bạn vẫn dùng bình thường không sao cả nhé. Ngọc Ánh ơi, mẹ hỏi là anh có đi cùng với bạn Loan được không? Trả lời là Loan nghỉ. Ok. Nào. Xong nhá. Có lẽ phải dừng ở đây bởi vì cái đề vừa rồi tốn của chúng ta khá nhiều thời gian nhá. Buổi chủ nhật này là buổi cuối các em nhá. Ok.